Sáng nay tại Cung Thanh niên Hà Nội diễn ra Ngày hội Sinh viên năm 2018, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên đến từ 20 trường đại học cao đẳng trên địa bàn thủ đô. Ngày hội diễn ra duy nhất trong ngày hôm nay với nhiều nội dung hấp dẫn như hiến máu tình nguyện, game show tài năng sinh viên, tuyển thành viên cho câu lạc bộ tình nguyện thủ đô, vui chơi bốc thăm có thưởng. Và đặc biệt, tối nay vào lúc 19:30 sẽ truyền hình trực tiếp trận chung kết AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại sân khấu lớn của Cung Thanh niên Hà Nội số 37 Trần Bình Trọng. Những trải nghiệm trong Ngày hội Sinh viên 2018 sẽ giúp các bạn trẻ có thêm nhiều kỹ năng, nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc đời sinh viên. Bên nhiệm vụ chính là học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia công tác xã hội, các hoạt động trong Ngày hội Sinh viên cũng đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đối với việc học tập, rèn luyện, tình nguyện của sinh viên.